Hồ cá này là hồ cá của Coffee Family ở Lê Đức Thọ, phường 7, Gò Vấp, Nha. Mùng 5 Tết ra đây ngồi chơi, thưởng thức không khí Tết, uống cà phê. Về Việt Nam thì được thưởng thức những tiệm cà phê như thế này, được ngắm cá cảnh, được chân quanh là không khí Tết, đúng Tết Việt Nam luôn. Cái quán cà phê này là mình thích những cái cột họ lót đá nè, đá này nhiều tiền lắm nha, làm cho cái tiệm thêm sang nhé. Mấy cái đèn trần cũng hay, những cái đèn như vậy họ thiết kế ấm cúng có hả, những cái đèn đó đó, những cái đèn như vậy nè. Nhưng mà nhìn ống cúng ha, nhìn những cái đèn đó nó ống cúng mà nó sang. Ở ngoài kia thì ngồi thoáng thôi nhưng mà không sang bằng trong này, tướng chủ cả nhìn biết liền ha. Tướng chủ cả nhìn biết liền. Trang trí bên trong của tiệm cà phê Family nè, ngồi đây thấy sảng khoái thoải mái mát mẻ ấm cúng. Có chiếc xe lam cổ nè, ước gì có được cái khuôn viên như vậy ha, cho cả gia đình làm ăn luôn.
khuôn viên dễ thương ha. Khuôn viên của tiệm cà phê này dễ thương, mát mẻ, sang trọng, ấm cúng, nơi hội họp bạn bè, công việc làm ăn hay kỷ niệm. Chủ ơi, quay toàn quán rồi chủ. Mai mốt ráng nha, ráng tiến lên làm chủ quán nha. Chủ quán này á, có chiếc xe lam cổ nè.
ước gì có được cái khuôn viên như vậy ha, cho cả gia đình nhà mình luôn. Khuôn viên dễ thương ha, khuôn viên của tiệm cà phê này dễ thương, mát mẻ, sang trọng, ấm cúng, nơi hội họp bạn bè, công việc làm ăn hay kỷ niệm. Chủ ơi, quay toàn quán rồi chủ. Mai mốt ráng nha, ráng tiến lên làm chủ quán nha. Chủ quán này á,
có chiếc xe lam cổ nè. Ước gì có được cái khuôn viên như vậy ha, cho cả gia đình nhà mình. Khuôn viên dễ thương ha, khuôn viên chỗ tiệm cà phê này dễ thương, mát mẻ, sang trọng, ấm cúng, nơi hội họp bạn bè, công việc làm ăn hay kỷ niệm. Chủ ơi, quay toàn quán rồi chủ. Mai mốt ráng nha. Ráng tiến lên làm chủ quán nha. Chủ quán này á,